Chuyện xe cũ nhé, để xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay lên sóng với anh em một con Honda Way S nha, máy 100 đời 2008, nói chung là xe bắn căm thắng đĩa anh em ạ. Xe rất là đẹp đấy, thì anh chị em mình có thể nhìn thấy là tổng thể con xe này, anh em thấy không, tổng thể rất là đẹp, rất là nét nha anh em. Xe máy móc zin, xe máy móc zin, dàn chân dàn áo đẹp. Máy móc thì cũng rất là nét luôn. Dàn áo thì em thấy là cũng tuyệt vời. Thấy anh chị em mình nhìn thấy tổng thể của con xe này không? Rất là nét nhá. Đấy, anh em tham khảo thử. Nếu mà đang có nhu cầu mà muốn mua Way S thì có thể liên hệ đến cửa hàng xe máy Hoàng Sáng. Bên em thì Way S thường có, Way S Việt có nha, Way S Thái có luôn anh em. Con này rất là đẹp. Anh em nhìn thấy không? Tổng thể của con này nhìn rất là chuẩn nét luôn anh em này. Đấy, con này thì sang tên được, rút gốc được. Trả góp xích xe đều được hết. Biển 60F2 thành phố Biên Hòa. Thì tầm giá con này là 12.500.000 anh em nhé, 12.500.000. Còn bây giờ thì em sẽ đi chi tiết để anh chị em mình cùng xem video và đánh giá nha, rồi trải nghiệm cùng em. Thì nếu mà cảm thấy ok được thì có thể liên hệ đến cửa hàng xe máy Hàng Sáng qua cái đầu số là 0983533445 nhé. Con này thì còn bớt nhẹ một xíu anh em ha, còn bớt nhẹ giá cả cho anh em thiện chí. Anh em thiện chí anh em gọi nha. Đồ đây anh em ơi, cái dàn áo con này em thấy đẹp quá anh em ơi. Dàn áo con này em thấy đẹp quá nè, tem bọng rất là đẹp luôn này. Đây nó có chảy có một tí đây anh em này. Đây nó có chảy có một tí theo năm tháng đây này. Đấy, zin mỏng nhất có thể rồi. Đẹp không anh em? Rất là nét nha. Đấy anh em cao anh em tham khảo thử coi, rất là nét luôn. Đấy, rất là đẹp, cái dàn áo rất là đẹp luôn. Rồi, giờ coi dàn chân này. Vô gấp. Vô bọng này, vô này thì có phỉ nha, vô có phỉ 2008. Dàn chân anh em đẹp thật, căm này, căm liền. Dạo này về toàn xe đẹp anh em nhé, dạo này về toàn xe đẹp mà giá cũng mềm anh em, giá này cũng mềm á. Cái con chất xe như vậy là giá như vậy là rất là mềm đó anh em ạ. Nói chung là thiện chí thì anh em gọi thôi, thiện chí thì anh em gọi giùm em á qua cái đầu số là 0983533445 á, anh em gọi nhá, anh em gọi giùm em. Đấy, xe thì chuẩn rồi. Êm cực kỳ anh em nhé, con này êm cực kỳ luôn á, máy móc êm ái nhẹ nhàng đó, lốc này đẹp lắm này, gấp đồ này. Vô bọng là nguyên nha, không cấn móc, không lủng lỗ nha, dàn hơi ra rất là chắc. Đấy, dàn chân dàn căm rồi rất là đẹp. Đấy, thì tổng thể đó là như vậy. Đấy, anh em thiện chí thì anh em gọi nha. Coi cho anh em coi những cái chi tiết này, tổng thể nó rất là nét luôn. Đấy, tổng thể nó rất là nét luôn này. Đuôi này, đuôi thì có chảy xíu cho đuôi này, còn lại tổng thể rất là đẹp. Đấy, biển này 60F2 ha, 38936. Ổ khóa thay ổ khóa chống bẻ rồi, vỏ lốp dày anh em này, vỏ lốp con này dày lắm, con này mới thay cặp vỏ này, vỏ này vỏ mới thay luôn nha, mới thay đi được không bao nhiêu rồi. Cam đồng điện thì oxy nha mọi người. Ui, vỏ này vỏ mới thay nè anh em này, dán cái gì nữa đây, Sumina gì rồi. Còn nguyên cái tem này luôn, căm đùng liền em thấy đẹp này, đẹp te này, 208 nha mọi người, 208 nhé. Thì anh em tham khảo thử đấy. Xuất xe thì hiện trạng như thế nào thì đăng video báo như vậy nha anh em, chất xe như thế nào thì đăng video báo như vậy, để anh em quan tâm theo dõi thì anh em liên hệ đến cửa hàng. Đó. Giá cả thì bên em còn bớt nhẹ cho anh em. Anh em thiện chí thì anh em mua về đi Tết nha anh em. Con này đẹp lắm, con này ngoại hình thì xuất sắc luôn anh em ạ. Trong tầm giá này thì nói chung là không chê vào đâu được anh em ạ. Đi tốt dùng bền luôn, máy 100 tiết kiệm nhiên liệu nha mọi người. Đây, cần số này. Cần số ha. Đẹp. Chung là xe này vậy là nét rồi anh em. Chất xe có dáng xe như vậy là nét rồi. Hả?
máy zin nhé. Nói chung là con nào mà có vấn đề về máy móc hay gì gì đó là em cũng sẽ báo trong video luôn anh em ha. Máy này, con này thì máy zin cho anh em. Bây giờ lên nhận chân trước này, đổ sơn nha, đổ sơn nè, rồi liền nè, đổ sơn. Nói chung là cái dàn chân của nó thì con nào cũng như vậy hết, nên mới cũ gì thì thời gian là nó cũng bị đổ bị chóc. Hiếm có con còn. Đẹp anh em ạ. Nói chung là nó mộc trong tầm giá anh em ha, nó mộc trong tầm giá. Thì thiện chí thì anh em gọi nha, 0983533445. Thì quay S thì Honda quay S á, thì bên em cũng rất là nhiều. Đấy, đa dạng sự lựa chọn cho anh em. Đó, màu đỏ, màu đen rồi đầy đủ hết, màu xám đồ đầy đủ hết nha mọi người. Mộc nhất có thể rồi, đẹp nhất có thể rồi. Đây, mặt đồng hồ này anh em. Gạch đồng hồ cũng còn rất là nét luôn. Mặt kính còn đẹp lắm, không có nứt. Con này thì thay ổ khóa chống bẻ ra anh em nhé, thay ổ khóa chống bẻ hết rồi. Nè. Trước sau luôn, trước sau một bộ luôn. Anh em tham khảo. Bình xăng, bình đồ rồi. Đấy, mộc nhất có thể nhé. Nhẹ cực kỳ anh em nhé, dàn hơi nhẹ cực kỳ luôn. Đấy, anh em tham khảo thử, anh em tham khảo thử cái chất xe của con này. Nói chung là em thấy, cảm nhận em thấy là cũng rất là đẹp anh em ạ. Rất là đẹp và mộc nhé. Đó, tầm giá nó 12 năm, thương lượng nhẹ đó. Chân dàn áo rồi là đẹp, vỏ lốp là dây, trong vùng niệm trước sau là đều là Gucci. Áo còn rất là đẹp, rất là bóng. Tổng thể nhìn rất là mướt anh em ạ. Anh em mua về là sử dụng luôn nhé anh em. Con này đẹp lắm anh em ạ. Con này đi làm cũng đỡ ok, mà đi kiện cũng đẹp nữa anh em. Nó còn mộc quá anh em. Bình xăng ở phía trong nhé. Bình xăng phía trong thì nó hơi dăm lên một xíu. Đấy, tất cả những gì có thể quay thì em cũng có quay hết trong video rồi. Giá cả thì nói chung là giá cả thì còn thương lượng với anh em ha. Còn thương lượng, anh em thiện chí anh em gọi thôi. Anh em thì cần thiện chí anh em gọi vào cái đầu số là 0983533445. Bên em thì trả góp và ship xe đầy đủ nhé. Trả góp và ship xe đầy đủ thì anh em thiện chí anh em liên hệ. Đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Hãy nhìn tổng thể con xe rất là nét nha anh em. Tổng thể con xe rất là nét, rất là cứng. Thì vì anh em nhìn cái con xe mà nó nét, nó cứng là cái đồ của nó theo xe còn nguyên đó anh em. Không còn nguyên bản đó, là nhìn cái chất xe nó khác biệt với cái xe mà ví dụ như thay thế một cái gì đó, dọn lại một cái gì đó là nhìn nó vẫn mới. Nó mới thì nó đúng là nó mới thiệt, nhưng mà cái kiểu cái nét cứng của nó không bằng anh em ha. Không bằng rồi cái chất xe mà zin mỏng nha anh em. Thì tổng thể là con này là như thế anh em ha. Là 12 năm, còn bớt giá thì anh em thiện chí thôi. Xe zin mỏng tốt nhất có thể rồi anh em nhé. Rồi vậy nha anh em.